Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi trên 18 từ tháng 7 năm 2021 cho tới tháng 4 năm 2022 vừa được Bộ Y tế phát động, đạt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021. Hết quý 1 năm 2022, trên 70% dân số được tiêm vaccine COVID-19. Chiến dịch lần này có nhiều điểm thay đổi so với chương trình tiêm chủng quốc gia lâu nay của nước ta đã và đang thực hiện, như vấn đề vận chuyển, phân phối, bảo quản vaccine, huy động một lực lượng lớn tổ chức tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm di động, cố định dựa vào mạng lưới hệ thống y tế cơ sở của dân sự và y tế của quân đội, công an, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm chủng. Tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Bộ Y tế đã sửa tất cả các hướng dẫn chuyên môn trên nguyên tắc đảm bảo cho người tiêm, phối hợp một cách chặt chẽ và đẩy mạnh ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng. Đồng thời, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine đã thành lập tiểu ban giám sát chất lượng tiêm chủng để giám sát mọi hoạt động của quy trình tiêm chủng từ vận chuyển, bảo quản, phân bổ và tiêm chủng.